chỉ 10 ngày thôi à. Mình đã nghĩ chẳng có cách nào, trước đây mình cứ phải sấy tóc để trông cho nó có vẻ dày hơn. Nhưng tóc mình yếu và rụng hoài, thử gội Pantene dày và khỏe tóc trong 10 ngày xem sao. Wow, tóc mình trông dày hẳn lên. Tóc mình chắc và khỏe hơn rất là nhiều. Trong này nó mới bằng bền làm sao. Pantene dày và khỏe tóc, sản xuất theo công nghệ của Pantene Mỹ.